Em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Chào chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ, chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành, mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm, chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi, nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha, chị dâu hiền Không, lắm em á, hiền lắm chị ạ. thương chị dâu nha. À Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Chị Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1 năm rưỡi rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1 ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền ạ. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn Vậy hả? hiếp á Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm chị. vậy? Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? À, điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa điện thoại. Phòng trọ em ở trên lầu 3 á chị, mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống, rồi xong lại quên cái mắt kiếng tại em bị cận á chị. Trời ơi, quên mà không có mắt kiếng là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục đó chị. Bởi vậy bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là chung thủy, em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Khuyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Bọn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ em chào anh. Chào đàn gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết Trọng quý hơn. trọng cái mối Tình tình mối tình của mình, mình hạnh phúc riêng. mình đang có đó anh. Em không Em không quan trọng. không quan trọng đúng không? Dạ miễn Thay sao mặt đàn là trai cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh bên đây thì là kiến trúc sư, anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho Bây giờ em. phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Em chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi. Được rồi, bây giờ mừng tới quá. mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường dang dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị, thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được mạnh chắc chắn miệng em nha. hứa. Nói đi. Thế là khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia.
Thực ra là em cũng rất đang cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thay? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Dạ, nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cạch mặt. Có cô là không có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng đó. Ờ thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được rồi. Thôi em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu, rất có hậu nha. Rồi dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Cảm có bạn. Hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc. Em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khôn không? Em học hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Cho anh gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thưa chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành. Mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Trời ơi, em dễ thương. Em gái dễ thương không? Dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Hey. Anh có bánh bông hoa tặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Quý vị phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương ạ? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thương ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hả thầy? Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc. Thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy giờ cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ con cái thì em mấy cũng được, trên 2 là được ạ. Thì em thích mấy, nói luôn đi. Bên kia kìa.
Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, anh nếu sẽ dài bỏ. Gì mà nói não cái già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Cái lời em muốn nói là cũng là cái tựa đề trong cuốn sách à. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đến với em. Gần hơn nữa. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Zoom Manziel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn cô anh chị. Phần quà dành cho hai bạn là bên thời trang. Đáng lẽ ở Vĩnh Long phải đặt tên Vĩnh Long, sợ Vĩnh Long mà đặt tên Mỹ Tho. Mỹ Tho là phải ở Tiền Giang. Tên Mỹ Tho mà ở Vĩnh Long. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Trần Quốc Cường, hôm nay 27 tuổi, em sinh ra lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc cụ thể là gì? Dạ, em phụ gia đình kinh doanh phụ tùng linh kiện xe máy. À, ở quận mấy em? Dạ, ở quận 5 á. Bạn bên kia là ở quận mấy, làm quận mấy? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Đi cũng gần mà. Rồi, cũng gần. 6 cây số. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là em có thể tự lập, biết làm việc nhà, có thể nấu ăn cũng hơi bị ngon. À, được. Trai giờ giỏi lắm. Khuyết điểm của em là khi mà nóng tính thì em cũng không có gây lộn liền hay gì, thì em cứ đi ra ngoài để suy nghĩ rồi nghĩ ngẫm là mình đúng hay mình sai rồi. Sau đó quay vô quay lộn. Không, quay lại nói với lẽ. Nói là cái này anh đúng hay là cái này em đúng hay gì đó. Ừ, vậy được. Với lại không biết ủi quần áo. Mặc đồ nhăn cũng không sao đâu. Mua đen là đồ nhăn mà. Dạ. Yeah. Rồi bạn gái. Dạ, em có ưu điểm là em có trách nhiệm và hay tính toán kỹ trước khi mà em làm việc gì đó. Ví dụ như thường em có kế hoạch là ngày mai em làm gì là em đều có kế hoạch trước. Em thì cũng biết nấu ăn chút chút. Không sao, bạn ở đây nấu ăn ngon được rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em thích ngủ. Được rồi. Ngủ như lúc nào? Dạ, thời gian rảnh là em ngủ, mà về nhà là em ngủ. Khuyết điểm gì mà bạn trai nó vậy được á? Hiện tại em đang sống với ai rồi, ai làm công việc nhà? Dạ là em sống nhà trọ với hai đứa bạn nữa. Rồi em ngủ không là ai làm? Dạ thì không, về em vẫn làm việc nhà xong rồi em mới ngủ. À, rảnh thì em mới ngủ. À đúng rồi. Dạ. Bây giờ bớt ngủ lại để dành thời gian đi chơi ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương là người như thế nào? Ngoại hình nó chưa dễ nhìn dễ thương. Tính cách là phải có hiếu thảo gia đình. Có hình mẫu giống ai không? Không giống ai. Không hả? Không thích giống ai hết. Dạ thì khác mọi người hết. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Dạ là mẫu người lý tưởng của em thì giống như anh Quyền Linh bên kia. Ngoại hình, vóc dáng? Cao khoảng 1m7 trở lên. Bụng thì đừng có phệ quá. Em 1m7. Chén thì đừng có hói quá. Cũng hơi hói hói chút nha. Không, người ta khen anh đó anh Linh. Rồi gì nữa em? Không thích là gia trưởng, keo kiệt, tính toán. Nếu được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu quen được thì cuối năm hoặc là năm sau. Để chị coi bạn trai đã sẵn sàng chưa ha. Dạ. Chào chị ạ. Chào em, trời ơi, chào sốt sắng dễ thương. Dạ. Quá ha. Em định bao giờ tiến tới hôn nhân? Dạ thì nếu được thì cũng 6 tháng đến 1 năm. Sẵn sàng chưa mà nói sung với dạ, vậy? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng được những cái gì rồi? Dạ ví dụ cũng số vốn thì sẽ phụ nhà gia đình phụ giúp thêm một phần nào đó. Em có tật xấu gì không em? Ví dụ nói một lần hai lần á thì nếu mà không nghe thôi không nói nữa. Ăn nhậu gì không? Nhậu nhẹt gì không? Nhậu hai chai, qua chai thứ ba là nằm ngủ luôn. Mà sau này kinh tế gia đình em nghĩ là ai sẽ quản lý? Kinh tế gia đình chắc nghĩ là vợ. Hiện tại giờ tiền đi làm ai giữ? Mẹ giữ. Rồi mẹ có đặt ra tiêu chí tiền con dâu như thế nào không? Dạ không à. Mẹ không có dặn gì trơn. Mẹ biết tham gia chương trình này không? Dạ biết, tại mẹ có đi chung mà. À vậy hả, chút xíu nữa chị sẽ gặp mẹ em ha. Dạ. Điều gì mà em không thích ở bạn gái? Xăm hình. Ưa đi vô những quán bar này kia em không thích. Chứ em thích đi chỗ nào? Không thì nói chung thích
Ở đâu nhẹ nhàng hay đi cà phê cũng được vậy, như quán cà phê. Rồi để anh Quang coi bên đàn gái thế nào nha em trai nha. Để anh lo. Chào anh. Chào em gái dễ thương. Anh bên đây anh dễ thương lắm, hiền hậu, thật thà. Anh nghĩ đây là một người mẫu người đàn ông của gia đình. Dạ, em cũng cần một người chín chắn và biết lo xa hơn em á. Em xem trọng cái bề ngoài hay là em thích về cái tâm hồn? Về bên trong hơn anh. Nói chứ em cũng hiền đó. Anh thấy dễ thương, hiền được rồi. Hai người này hợp với nhau đó, về cho nói chứ không có gây gỗ nhau đâu. Anh thấy hai người hiền lắm. Được rồi. Hồi nãy bạn trai có chia sẻ là hôm nay có đi với mẹ đúng không em? Dạ. Bây giờ chị gặp mẹ em nha. Dạ. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Trần Quốc Cường. Hồi nãy giờ cô ngồi đây á, cô thấy con rất là dễ thương. Con nấu ăn ngon hay không ngon thì cái đó là cô không có đặt điểm chính, tại vì cô cũng thích chăm sóc gia đình và nấu ăn, cô thích nấu ăn lắm. Dạ. Còn cái chuyện mà con thích làm dâu không làm dâu thì cái đó là thuộc của con, thế hệ bây giờ mình không có thể nào bắt buộc phải làm dâu. Nếu con thích làm dâu thì cô rất là thích, tại vì gia đình cô chỉ có Cường ở chung với cô thôi, thì nếu con đồng ý làm dâu thì vui hơn, cả nhà vui hơn. Dạ. Thì cô cũng rất mong hai con tìm hiểu nhau và có duyên nợ tiến đến hôn nhân. Mẹ chồng dễ thương quá, tâm lý dễ sợ luôn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Rồi cho chị gặp bà bạn thân của em ha. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào chương trình ạ. Em là Bảo Yến, là bạn của chị Thoa. Em thấy hai người rất là hợp nhau ở một điểm, đó là dễ say xỉn, uống mấy cái hai chai là xỉn. Cái nữa là hai người giống như bù trừ với nhau á, một người thích ngủ còn người thích nấu ăn, thì về người ngủ người nấu ăn là bù trừ, đúng rồi, quá hợp lý luôn. Thoa là một người con gái, tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ manh tính, nhưng thực chất thì chị ấy rất là cần một người đàn ông vững chãi để che chở cho chị ấy, thì em thấy anh là đạt tiêu chuẩn. Em hy vọng là khi mà hai anh chị đến với nhau á, thì sẽ bù trừ những cái tính cách cho nhau và anh sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn. Rồi xin cảm ơn em ạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có ít phút tâm sự với nhau nha. Chúng ta kéo màn lên nào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh đến đây có món quà tặng em. Nó kêu. Nó kêu à. Ủa sao nó kêu ta? Gì vậy? Lần đầu em gặp anh thì em cũng giống như là em thấy anh có ngoại hình thì cũng tương đương với cái người mẫu lý tưởng của em, đó là anh Quyền Linh. Thì anh nhìn em như thế nào ạ? Không, nhìn em cũng dễ thương, mặt tròn tròn. Thích nhất là tính biết tính toán chi li thì tiền mình sẽ không đi gây ra ngoài. Em làm gì thì cũng có kế hoạch, lên kế hoạch trước hết á. Ví dụ tiền làm về đưa em giữ thì sau này nếu tiến hay vợ chồng thì đưa em giữ thì tiền sẽ không có bị gây rớt ở ngoài được. Dạ. Cũng vẫn là gây rớt tiền đó hả? Số tiền không vậy? Ví dụ như trong tuần anh rảnh được bao nhiêu ngày á? Trong tuần thì hầu như anh rảnh buổi tối, chủ nhật rảnh nguyên ngày. Dạ. Thì em cũng chỉ rảnh buổi tối, em chỉ làm ban ngày, chủ nhật em cũng nghỉ. Dạ, theo anh á thì quan điểm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Theo anh quan điểm á, tình yêu là tìm một người phải biết quan tâm, chia sẻ, động viên để người đối phương có để con có một cái nền tảng mà sau lưng để mình phát huy được công việc của mình. Yeah. Vì người ta thường nói là sau một người đàn ông thành đạt thì sẽ có người một hậu thuẫn về sau, một người phụ nữ. Văn chương dữ ta. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Em hơi rụt rè, bây giờ chị muốn em phải thể hiện bản lĩnh của mình. Em đứng lên, em hát tiến cái tới cô gái, em hát cũng được, hoặc em tỏ, em nói cái gì đó. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy nha. Thôi em nhắm mắt lại, anh tặng món quà này, anh vừa tặng vừa hát nó hay hơn á. Dạ được. Có quà nữa? Có, em đưa một tay ra. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Hay quá. Hay quá. Cảm ơn ạ. Anh hơi bất ngờ với em. Bất ngờ tuyệt tình luôn. Tuyệt vời. Cảm nhận bạn gái như thế nào? Không, người bạn gái rất là dễ thương, chịu cười và đặc biệt có cái lòng khởi nên mình rất thích. Nói gì nói luôn đi em, đang cao trào gì. Biết luôn em. Không thì em thích em người kế toán thì biết tính toán. Dạ không, em thì xưa em học quản trị kinh doanh.
cũng ổn ta. Thì em cũng thích bên kinh doanh, mà em thấy anh kinh doanh là em thích rồi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em ạ. Anh rất thích em. Em mong muốn điều em gì? Em cũng thấy cảm ơn anh. Dạ. Dạ, hoài. Em muốn con trai hay con gái, mấy đứa con hỏi ý cổ đi. Hai đứa là đủ rồi, kinh tế gia đình thì mình cũng phải ít nhưng mà chất lượng. Em hỏi bạn gái chứ đâu phải hỏi em đâu. Em hỏi bạn gái đi. Thì hai đứa là đủ rồi. Dạ, trời ơi, không trả lời luôn vậy. Dạ. Ý của em thì em cũng thích hai đứa là đủ. Hỏi coi em thích trai hay gái, hỏi đi. Thì đó, trai gái gì cũng không quan trọng, nếu là đều là con mình, nhưng nếu có con trai thì càng tốt. Tại vì em là con trai trưởng ở nhà. Em hỏi cổ quá. Em đang hỏi. Đâu? Em trả lời chứ đâu có hỏi. Em thích trai hay gái? Dạ, trai gái gì cũng được anh. Dạ, dạ. Theo quan điểm trai gái gì cũng được hết á. Con mình là được. Con mình là được rồi. Dạ. Màn tỏ tình ấn tượng quá ha. Đúng rồi. Khó đỡ luôn, chị rất là bạn bất ngờ. Bạn trai này á, rất hiền nha, có thể chăm sóc vợ rất là tốt. Bây giờ là giây phút chúng ta nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong người của mình ra sao và đưa ra cái quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đó. Nắm tay nào. Vui không? Mừng không em? Dạ mừng chứ. Mừng quá ha. Mẹ ở dưới cũng mừng nữa, mẹ cười nãy giờ quá trời luôn. Bây giờ hôn cái gặp gỡ đầu tiên đây nào. Hỏi mẹ, cô hôn nha mẹ. Không, hỏi bạn, gia đình thì hỏi bạn. Hỏi bạn ừ. Phải hỏi bạn chứ. Hỏi bạn luôn sao thấy sao đàng hoàng ghê, tưởng đâu hỏi mẹ hôn hay chưa. Nhưng mà em thấy cảm giác về như thế nào trai? Con thấy rất là vui. Và cũng rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em thêm có một người bạn gái. Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái em thế nào? Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái chu đáo. Ngủ nhiều thì em nấu cho ăn. Trời ơi, hay quá, nhớ nha. Dạ. Nhớ nha. Nè bạn gái, em gái của anh hiền lắm á nha. Dạ. Đừng có bỏ bê em gái anh nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một... Má đang chạy. Cô có nhìn anh Quyền Linh nha. Đừng nhìn ai hết rồi. Má chạy. Má hai một mình lên. Lúc đó thì bạn ở Quy Nhơn. Rồi cô chú cưới nhau. Bao lâu thì cô chú có con? Từ 3 năm chứ. 3 năm? Ủa sao 3 năm vậy cô? Không biết sao mình cũng nói lâu rồi. Sau đó là phía bên ổng là có thằng em con chú đi nghĩa vụ đó chú. Ổng không có đi. Ổng mấy con có hộp cùm nè. Yeah. Ổng đi. Ổng đi rồi tôi ở nhà ông trời ơi. Nói chung là phía ổng có của tôi chú. Ổng có ruộng. Rồi làm ruộng làm đất rồi dữ lắm. Rồi làm cái thao sau ở nhà rồi ổng không có đi nghĩa vụ. Rồi sau ở nhà đó rồi mới có con. Có con khá tiền lớn rồi nên nó tuổi tỵ rồi chứ. Dạ, gần 50 hả? Tuổi tỵ. Lớn á. Còn thằng nhỏ là tuổi thân. Rồi con gái nữa là tuổi tuổi dần. Còn thằng nữa là tuổi hợ. Rồi giờ thằng út là đang học trong thành phố là tuổi... Thằng đó tuổi... 2-3 là tuổi mợ chị. Là đang học gì đó cô? Hả? Đang học gì đó? Đang học bên xây dựng á. À, đại học á, học xây dựng á. Xây dựng á, 3 năm rồi. À, giỏi quá. Là nhờ mấy đứa từng anh nó cứ đứa này nó cho cái bệnh một kéo lần lên chứ tôi dám đâu có làm gì ra đâu. Dạ. Cứ kéo lần lên vậy nó học được. Mà hầu chú biết chú cho cái tiền đó nó lì lắm chú, ông vẫn tôi tưởng nào cũng được. Mỗi lần đợi dùng sách vào đây nè, ông quýnh kia đi xuống đi xã học ở chú. Vậy kia thầy cô giáo nhân vô. Ông giờ cái cây cứ biết cây cũng nghiêng là ông quýnh đó. Ông quýnh mà đừng con tôi nói kia chú. Bà con sống mà ông mà thôi chứ con chết. Vậy mà ông quýnh vậy tôi lúc đang 19 rồi ông mới thả chú. Khi tôi tái thì tôi đánh được tôi chào vô. Xin chào chú cái rồi thao phận không có quýnh nữa. Rồi cái cô bác ở đây người ta thấy tôi. À, cậu năm cậu quýnh thì mà giữ thì nhớ lớp á. Vậy mà chú bây giờ mới học rồi cái
kêu hôn là thầy cho nó chép một cái thơ, nó đưa cho thầy cô giáo, rồi cô chủ nhiệm mới đưa ám, đưa là cái thơ ý là nó giúp cho mình. Con thưa với ba là bây giờ ba vẫn má trọng vợ mà con nên ngờ. Rồi bây giờ nó học ở chỗ, nó học 3/3 rồi. Dạ. Cô còn thấy nghe nói cô sinh mồ côi không? Nó con. Tại vì hầu đó là chiến tranh hả chú? Chiến tranh rồi đè hàng qua đó. Đè hàng nó qua rồi má cộng cháu một con đè hàng bên. Rồi cái má cộng cháu kia đè hàng chết. Chết vậy em kia khóc của tôi cũng như ở dính giữa ra tầng hả chú? Chị em kia cái trời đè hàng ở bính chú. Trời ơi chú biết hầu chưa lập tranh chứ hầu đó nhiều quá mà đâu có. Lập tranh về bén đẩn lứa. Lại luôn anh Lâm. Không, cái điều này thì chưa. Chưa. Tại mình cũng có tuổi thì mình nhận thức được cái hoạt cảnh cái gia đình. Thành ra mình biết khi Phật kêu. Mình vẫn có tôi truyền thông nhiều. Mỗi mình lấy cái từ đó thì mình làm cái điều. Đây là cái năng không trầm á. Biết gọi là nhìn cho nó qua đúng không? Chứ nếu mà những người khác mà giờ mà đang nóng mà mình nhảy vô cái là mình nóng hơn là mình mệt lắm á. Mỗi lần mà mâu thuẫn như vậy thì ai là người xuống nước? À, cái tính Tuyết đó là nóng nhưng mà không có giận dai nên là thông thường không phải là xuống nước, nhưng mà ví dụ ở nhà cơm nước thế này kia là bắt buộc hầu như là Tuyết là người mở lời trước, chắc chắn là vậy luôn. Tại giống như mình không có ghi bút bỏ bụng được. Để xong rồi hơi là coi như không có chuyện gì xảy ra. Là coi như không gì. Cái đó mới là cái hay á. Tức là không có ghiêng. Còn những người khác mà thí dụ mà gây lộn mà vợ gây mà chồng lên vô á, là bà cũng hỏi tại sao không yên. Mọi chuyện nào không nói thôi. Cái ta nói là cái gây. Mà ta nói thì gây lộn, mà không nói thì cũng gây. Này khó chịu ha. Thôi chỉ tiếc là coi như là nói xong rồi qua luôn. Đúng rồi, Tuyết không có bỏ bụng. À. Cái nào không đồng ý thì phải nói liền. Mà nói cái là xong rồi đó. Cái cô đèn... Cái tánh bà xã thì mình cũng nghe cho bà... Ông bà xưa nấu ớt nào mà ớt chẳng cay, cái nào cái không hay cho chồng. Thì chắc chắn cái điều đó thì trong mỗi một mình tự nghĩ chúng ta chắc có lẽ ai cũng phải có. Để ta bà ta ăn chút nhiều cái quá ghen quá. Ông về cái đó thì mình ngủ làm đóng cho mình thấy biết được. Con tính anh Lâm hay quá nhờ. Chứ tất cả mọi người hiểu phụ nữ quá nên là cái gì cũng không có bao giờ là lên tiếng trước hết. Ngay ở đây cái này à. Còn gặp lại thì anh có ghen không? Bởi chỉ đi làm du lịch mà đi giao tiếp rất là nhiều. Không, cái của bản thân mình, cái thứ nhất là trách nhiệm là chồng, và cái thứ hai là mình hiểu được cái công tác ngoại giao. Tại mình cũng là cái người làm việc trong cái xã hội thì mình biết chỉ có ngoại giao là hàng đầu, mà mình không có đặt nặng gì vấn đề đó mà nghi ngại bà xã mình là cái gì hết. Cái ngoại giao, có ngoại giao thì ở địa phương ngoại giao bình mình mới cởi mở, nó mới hiểu biết nhiều. Bởi vì chỉ làm du lịch tiếp khách suốt ngày luôn mà, đúng không? Phải đón chào người này, đón đã gì kia, rồi cười với người nọ nữa. Thì chỉ có khi nào anh tiếp tục đòi du lịch đâu. Có nghĩa là cái những cái mà khi kể cả từ cái ngày mà mình có được cái du lịch cộng đồng tại địa phương, thì bà cả là người cực về vấn đề tiếp khách, rồi bà là người dẫn đầu. Thì nhiều lúc rồi bả đi cả đoàn, đi cả ngày thì bản thân Lâm ở nhà thì thôi kể tự bản thân mình chắc chắn. Kể cả cơm nước gia đình thì bả đi nhiều lúc đi tiếp đoàn tới suốt một ngày. Ừ, nấu luôn. Ừ, tự nấu tự ăn thì mình đấy. Hiểu mà bả tiếp khách thì đâu có thời gian đâu đi về để lo cho gia đình. Ô giờ một mình quá về là gây lộn như tại sao nhà không có nấu cơm nước, tự tôi nấu cơm nước luôn. Không, hồi xưa tới giờ thì mình khi mình hiểu từ cái cách chia sẻ của mình với vợ thì chưa giờ nó rõ hãy ai rảnh thì làm. Bây giờ được rồi. Cũng hay nhờ. Là... Tại mình rảnh mình làm, còn vợ rảnh chưa làm. Gia đình anh làm bất cứ chuyện gì. Ừ, có nghĩa là... Quần áo, đây, đây. Nhà, nấu cơm. Tôi tất. Mà hết luôn. Ừ, làm có nghĩa là mình nói là... Gọi là cái câu thủ tục, mà cái cuộc phẫu tranh ở gia đình đó là Lâm hầu như là... làm nhiều hơn mà đạt. Nó vậy. Thì biết là có cái nào gì nấu cơm cho anh có cho anh ví dụ như khi nào rảnh thì nó nấu cơm hoặc là có khách thì làm bò nhậu lên đọc điều gì làm
cho chị xúc động từ Lâm Lâm. Chị có nhớ một cái gì đó mà anh chăm sóc chị xúc động không? Nói chung thì cũng có nhiều điều. Tại vì nói chung ở cái độ tuổi này thì cũng lớn rồi, trong cái cuộc sống vợ chồng đó thì rất cần những cái điều chăm sóc. Đôi khi cũng có quan trọng đó là tiền bạc hay một cái gì đó, mà cái cần cái sự tỉ mỉ chăm sóc của đối phương. Thì tuy rằng những cái đó rất là nhỏ nhặt, mình ấn tượng, mình đôi khi là khó quên. Nhưng mà giờ nếu mà kể chi tiết ra thì chưa nhớ rõ là nó cái nào nổi trội hơn cái nào, giống như nó cũng đều bình bình. Ví dụ như một cái ngày nào đó lãng mạn, ngày lễ đi Tết thì nó làm cái điều bất ngờ, làm gì cảm động? À thì giống như Tết tháng 3 vừa rồi thì cũng có tặng quà cho vợ, thì cũng hơi bất ngờ. Tặng quà bất ngờ luôn hả? Vậy là rất là ít tặng nè. Đúng không? Thôi giờ hỏi ảnh, có tặng không hỏi ảnh đi. Có nghĩa là cứ mỗi hàng năm, thứ nhất là cái kỷ niệm của ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ. Cái thứ hai là lớn có ngày là đạt, cái chuyến mình ảnh điện được cái ngày kỷ niệm nhất. Rồi riêng hai ngày đó, còn cái thứ ba nữa, riêng cái ngày sinh nhật á, thì phải bà thả ba sanh vào cái dịp cuối năm giữa 29 mùng 1 Tết, thành ra chưa bao giờ tổ chức trọn vẹn cho đoàn thả cái buổi sinh nhật đó. À. Còn riêng những cái ngày khác thì có đôi lúc thì bản thân Lâm tôi phải mua quà và giấu kỹ lắm. Có nghĩa là phải để tới từ ngày đó đó, tôi đem ra làm cho bà thả để làm cái quà. Nhưng mà Lâm hay rồi đó, nhớ cái ngày kỷ niệm gặp nhau. Đây là một trong những điều mà rất nhiều người đàn ông không nhớ nha. Tại ngày 8 tháng 3 thì sẽ nhớ rồi. Nhưng mà cái ngày đó, rất nhiều người đàn ông nhớ lắm á. Mà Lâm nhớ được là tuyệt vời đó. Thì đó, giống như nãy Đức nói, đôi khi nhiều cái việc chi tiết nhỏ thì mình mới động lại thành cái lớn. À. Còn anh có nhớ một kỷ niệm nào đó mà chị Đức đã làm anh xúc động không? Thì mình nhớ cái kỷ niệm đó, chứ mình vừa nói cái này kỷ niệm mà hai người gặp nhau đó. Rất là cái ngày đó thì mình cảm thấy mà ở cái vấn đề mà hai người đến mà là tu vọng. Và cái ngày đó là rất biến đấy. Không lãng mạn ghê lắm rồi. Anh làm một cái xấu gì người cái tiếp? Cũng có chứ. Hầu như đâu có ai mà không có tật xấu. Ví dụ như hay nhậu, thì nhậu thì đứng cằn nhằn, hút thuốc thì không có, nhưng mà nhậu thì nói chung anh thấy ở đây cái vùng quê cái những cái giải trí thì không có, rồi nói chung cái mối quan hệ cũng rộng, thì chị mà buồn cái nhậu mấy cậu cháu mấy anh em gì trong xóm cái rủ lại nhậu, mà nói chung là cái cũng là mồi cho nhậu, nhưng mà đến khi không đâu có nhằn, bữa nào quậy bữa nghe. Nhưng mà hâm thôi chứ không có quậy. Có điều gì anh không thích ở chú khí không Lâm? Không, hầu như là mỗi cái hành động cử chỉ của vợ thì mình chưa có phàn nàn, nhưng mà con cái một lúc trước mình nói như vừa rồi là đã có tâm tư đó. Ví dụ con cháu mình ở đây cần cái lâu lâu nó xuống, cái ví dụ này nó xuống bữa đầu cái mình nhậu, cái bữa sau và anh cũng buồn anh xuống anh rủ còn năm nhậu nữa. Thì mình là chủ nhà mình vẫn tiếp khách, nhưng có đôi lúc đó thì bà thả bà càng nhận mình cảm thấy nó cũng đúng, nhưng mà Lâm nghĩ là bởi vì mình là người chủ, ta là khách thì tới giờ ít dùng nhiều cũng phải tiếp đón, cái đơn giản là anh chị thì gần như những mâu thuẫn lớn nó không có. Bây giờ nói qua nói lại thì thật ra mỗi người đều hiểu được cái cách ngoại giao người xã hội, cái cách mà để mình chiều vợ chiều chồng, cách mà mình hàng tìm một cái sự lãng mạn trong những ngày cưới, những cái điều đó có cho mà không có chuyện gì mâu thuẫn lớn á. Và khi mà cãi nhau thì một người kềm một người nóng nó cũng dễ rồi, nhưng còn một cái điểm mà Linh thấy hơi nhạy cảm chút, nhưng anh chị cũng là hai người cùng gãy đổ đến với nhau, thì phật bây giờ chúng ta và nhạy cảm với chuyện con duyên con chung. Cái đó thì không, mà thí dụ như đứa con gái Tuyết mà trước khi lấy chồng thì cũng sinh sống chung với gia đình, thì hồi chút lúc mà mới biết anh Lâm thì tự động là nó mới đậu kêu chú, tự động sau tự giác kêu ba, rồi xong thì như con riêng của ảnh thì những cái ngày mà sinh nhật hay Tết thì Tuyết là người nhắc nhở ảnh nên nhắn tin gọi điện gì cho chúc mừng bé nhỏ sinh nhật hay kia, thì hầu như là năm nào cũng vậy. Hay nhỉ.
Thì cái đó thì hết sức là quan trọng. Bởi vì nó nhạy cảm lắm, rồi cần chỉ cần một thái độ gì đó lấy con duyên con chung gì là sẽ làm mất đi cái tình cảm rất là lớn. Mình tôn trọng. Dạ, yeah. Tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu thằng này xem thường cái điều đó là không được. Đúng không Lâm hả? Dạ. Dạ. Rồi sau bao nhiêu năm chung sống thì anh có muốn chị Tuyết thay đổi điều gì trong cuộc sống? Cái chồng mong muốn vợ thì cái trách nhiệm làm vợ thì gần làm to rồi. Phép sức được làm mẹ thì phải ráng cố gắng sau này còn tiện hơn nữa. Thì nhiều lúc mình có đứa nhỏ nó về học từ ngoài thì bản thân mình cũng thương con lắm, nhưng mà mình thương cái cách khác, còn bả lại thương cách khác đấy. Thành ra muốn, nhưng mà thằng bé nó lại thường là bắt thương hơn đấy. Thành ra cũng muốn mẹ thôi, lâu lâu vậy đấy là vậy. Không, từ lúc mà bé đi học đi ngoại á, hầu như lãnh là người về thăm nhiều hơn. Về thăm nhiều hơn thì sẵn tiện ở ngoài về thăm con, thăm ba mẹ luôn. Nhưng mà đôi khi có nhiều việc, cái thí dụ như chẳng hạn như trong tuần đi, thứ năm có khách, thứ bảy có khách, khi về một ngày cũng mất công quay xuống nó thôi, để anh đi rồi xong rồi anh để chơi với nó một hai ngày nó tiện hơn. Cái gì rồi tối nào thì cũng điện thoại hai mẹ con nói chuyện, hoặc là nói chuyện với ông bà ngoại gì. Còn chị có anh Lâm thay đổi điều gì không? Thì giống như vấn đề nãy giờ có nói á, thì cái sức khỏe là hiện tại rất là quan trọng. Tôi chế hết thanh bành luôn. Rồi cái ông già về già tôi chứ thái vậy nữa. Chứ hầm mà hầm ông cậu tôi làm u ớt thế này chú. Chứ nếu mà làm xuông vậy tụi tôi chết hết luôn. Vậy anh kia bắt đầu biết rồi, cái nó đụng lên hết cho chú. Hầm mãi kia mẹ tôi bị thương. Mẹ bị thương chứ ông già tôi kia cái chú mà tôi ở đó. Chú ở còn cho chú. Anh đa bị đa bị thương cái nhà tôi. Ông bà tôi nhào ra ra vậy anh kia. Kia đẻ hàng nó đánh cướp à. Để đến con là mấy chị em? Năm chị em luôn. À, giờ ở đâu hết rồi luôn? Ở mình qua rồi. Cái mình vừa đây thôi. Ở mình qua đây. Rồi cô chú lấy nhau, mình đẻ 5 người con ở Bình Định luôn hả hay sao? Khi thằng mà Út bây giờ đi học Sài Gòn là đẻ thằng này. À, tức là 4 người kia đẻ Bình Định. Đúng rồi. Rồi sao lý do đẻ 4 đứa xong rồi sao vô tới đây cô? Chú á, bây giờ nói gì nói chú là kêu cái gì à? Bác Hồ là tìm đường cứu nước, còn chú nó khổ quá, bây giờ vô này đi ái đó tìm đường cứu khổ. Ông nào vô vô gì mà khổ quá, khổ luôn. Khổ là sao? Khổ là vô cái đập đó chú, trời ơi đập rồi thì bớ tỉ lê cái kết, trời ơi khổ thái thảm á. Rồi xanh cái thằng mà giờ đi học Sài Gòn á, trời ơi đập đồ gáo nhà bớ trơn à, giờ cái gì không có gạo gì ăn. Rồi cái máy người ở Cà Mau lên đó chú, ta trồng cái chỗ đó là cái gọi nước ngọt, ta trồng mấy người cũng hay đạn đó chú biết không? Dạ. Cái củ hay đạn đó chỉ giống như củ mỡ rồi chú, mà nó có rau, nó có cái ái nhiều lắm. Rồi cái trường kia người ta thấy vậy, rồi cái gì đó ra, rồi cái ở đó ở đập được bơ hết rồi chứ đều ở đó, rồi nhà nước người ta muốn sâu người làm đây nè, nó mới đèn đâm lâm á. Nên bắt nó ra, nó giờ anh em chị em chờ đâu. Tôi mới vô tôi cũng biết chú. Tôi nói trời ơi em bây giờ người mọi người sao chị chạy chị đâu có rằng. Thì anh kia cũng cái mấy người ở gần á chú chạy lên. Kia bắt đầu cũng như ngồi chú Hồng. Lén hơn dây nãy giờ chú Hồng lâu. Là cái con đó nó cũng ở gì rừng mà nó cũng giữ đặt đó chú. Nó chạy qua mới trời ơi vợ chồng nên hơn nãy mình làm nó cái giờ đâu. Tôi muốn nói là coi như núi giờ còn thạnh ở dưới còn giờ bên đó. Nó nói bà về chi đó. Cháu đẻ gà không vừa về làm gì kia. Tôi sợ quá tôi không biết. Tôi sợ khổ mà tôi thất tiếc. Khắp rào với anh kia đã chờ mấy người mua thao cờ nè. Tôi đang hay tôi đó. Rào của ớ con đặt đó chú. Con đặt rồi cái nhà nước người ta. Người ta nói cái đặt đó đặt của nhà nước. Đó giờ á là cô sống với chú là có bao giờ sung sướng chưa? Trời ơi, hai chồng khổ gì chú. Làm thuê làm mướn không à? Từ lúc cưới nhau luôn đó giờ luôn hả? Không, cưới nhau làm ruộng chứ. Làm ruộng. Làm rồi ruộng sao? Sao nữa không làm nữa mà đi vô đây? Sau đó là bị... sau đó là coi như không có làm nữa, vô hợp tác. Vô hợp tác xã đó chú. Vô hợp tác xã làm ngày có 10 điểm mà. 10 điểm mà chú làm mẻ mùa mùa ruộng có 5 điểm mà tôi lao động chính trừ mẹ nó hết. Tôi cũng có luôn. Thì khổ quá vậy rồi mấy đứa con ở vô học Sài Gòn hả chú? Rồi sao nuôi 4 đứa con được?
Rồi thầy đi dây. Rồi đi dây rồi cứ đi làm thơ làm mướn vậy, chú biết một tay vàng vậy là một ngăn trả ba sĩ. Rồi khắc lên khắc xuống. Rồi ví dụ giờ tôi dây chú nha, là tôi nhắm lên đây là tôi tráng được. Chứ tối về hai vợ chồng tối năn nỉ chú. Năn nỉ nữa thôi chú tha đi, cho tha cái lời. Rồi đó từ từ gỡ lần, gỡ lấy trả. Rồi cứ vậy à. Rồi cái từ từ khổ quá rồi cái chú mà thấy vậy. Rồi mấy người rủ đi vô đây nè, chú mới đi theo. Theo vô đây nè. Tưởng đâu quá ai vậy mà khổ quá. Khổ hơn nữa hả? Khổ hơn. Rồi dẫn bốn đứa con từ Bình Định vô đây luôn. Vô luôn. Vô luôn rồi giờ nó cũng ái nó cũng. Có vợ có bầu cái da cứ thất vậy. Rồi cứ một năm tư tấu vậy là coi như. Ví dụ còn đang đứa nào có dù nó cho 300, 200 gì cho cứ mình tiện tiện vậy chú chứ giờ lấy gì đâu mình tiêu. À, thì đứa con nhất kia đang làm gì? Thì lớn hay là ớ nó còn làm gì? Cà giáp hả? Làm gì đang làm gì? Thì lớn nó cũng là hóc môn. Hóc môn nó làm gì? Nó siêu ông bà mong. Nó chạy xe đó. Ừ, nó làm gì hay chú? Chạy làm gì? Xe gì đó. Xe...